tình xin mua giùm cho em đây chuối chiên thơm ngon ngọt giòn. Đời em tuy nghèo đến mất mà thương nhớ, mà giữ thủy chung em luôn giữ vẹn. Ai thương tình giúp cho mua giùm miếng chuối chiên. Trời ơi bán đắt quá, hôm nay đẹp bán đắt quá. Chuối chiên hả? Chuối chiên. Ai kêu tôi vậy? Hả chuối chiên. Ôi, đang bán mà cái gì mà kêu em bài hải vậy? Trời đất ơi. Hà sắp cập bến tới nơi rồi mà em lo ăn bám chuối chiên hoài à. Anh kiếm em sáng giờ luôn á. Anh kiếm em chi vậy? Thì anh kiếm em là để bàn lại cái chuyện mà hồi tối hôm qua tụi mình bàn nó còn cà gian dở đó. Chuyện hai đứa mình bàn gian dở hả? Ủa? Em không có nhớ hả? Em lại đây. Chuyện em, gì cả? Em lại đây. Em lại đây đi. Trời đất ơi. Anh nói cái gì? Em ngồi xuống đi. Em không có nhớ chuyện gì luôn hả? Chuyện gì? Thì chuyện của những chiếc lá. Chuyện của đất pha đây nè. Lượt liếc một khúc sông, chuyện ông tơ che sợi chị hồng. Cho cô hà chuối chiên và anh hầu hộp chiếc lon, cùng sống trên bên bà quen thuộc. Phải trải ăn từng bữa, nếu mai một có đám cưới thì cũng phải có tiền làm dài ba mâm cỗ. Cha mẹ hai bên đều biết mình nghèo khổ, nghèo quá trời luôn. Miễn sao hai đứa mình thiệt giả thương nhau, chứ đâu có cần khổ đầy mắt. Thì anh cũng biết là không có cần mâm cao có đầy gì hết trơn á. Nhưng rồi á, mai mốt mà tụi mình có gì? Có cô chuối chiên con nè, có anh hộp thịt lợn con nè. Cái bà khoái. Là người ta mắc cỡ chết à? Ủa, có gì đâu mắc cỡ. Thì tụi mình yêu nhau, tụi mình cưới nhau thì cũng phải có con chứ. Rồi cái tụi mình nghèo quá rồi lấy đâu ra tiền để nuôi tụi nó hả em? Trời ơi, em tưởng chuyện gì chứ chuyện này có gì đâu mà khó. Sao thì nè? Bây giờ mỗi ngày em bán một mâm chuối chiên, anh bán một thúng hộp vịt lộn. Thì sau này mình có con em sẽ bán hai mâm chuối chiên, anh bán hai thúng hộp vịt lộn là mình đủ tiền nuôi con rồi. Trời đất ơi, tôi có con ghẹ khôn quá trời quá đất luôn à. Hà ơi. Dạ. Hà chuối chiên ơi, chỉ dầu mốt nọ chứ mai kia mà người ta có bắt được nhịp cầu cano liền hai bờ bên bắc, thì anh đây sẽ sắm cho đôi ta một chiếc thuyền con để em chèo anh lái cho về chứ chung. lạc thiệt vậy thiệt chứ bỏ. Anh nói nghe nè, mỗi lần em giao em bám chú chiên là trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy sao xuyến lân lân không à? Ủa vậy hả? Mỗi lần em giao chú chiên là anh thấy xúc động lân lân hả? Chứ làm sao nữa. Ngộ ha. Mỗi lần anh ra hộp vịt lộn em cũng thấy xúc động lân lân xíu nào hết trơn á. Ủa, bà nói bà yêu tôi thì bà yêu chỗ nào trời? Người ta yêu là yêu, phải yêu luôn cả tiếng rau luôn. À, anh biết rồi,
anh biết rồi. Anh biết sao? Chắc là do là em lo bám chuối chiên, em lo tính tiền, em thối tiền, em không có để ý á. Anh nói em nghe nè, bây giờ em nhắm mắt lại đi, cái anh giao lại, cái tự nhiên em chú ý là em thấy sao xuyến lân lân liền à. Bây giờ em nhắm mắt em chú ý. Đúng rồi. Là cảm thấy liền hả? Ừ. Em nhắm mắt nha. Em nhắm mắt đi. Ừ. Nhắm mắt chưa? Rồi. Anh rao nha. Hộp thịt lộn không? Không có chịu đâu. Sao cho hả? Cho Hùng. Ủa, rồi. Không chịu làm vợ tôi thì chịu làm vợ ai trời? Dám làm vợ thằng cha này lắm nè. Ông có chịu không? Tôi xuống liền à. Khoan. Cà băng. Thôi, lớn rồi mà còn chơi bắn súng nữa hả? Anh tính ca chứ bộ. Hôm nay anh giới thiệu với em luôn, anh mà cá là cà bolero là không làm lại anh đâu á. Hay quá vậy ta. Anh chuẩn bị anh ca nha. Đâu anh ca cho em nghe coi. Cà bằng lòng đi em về với quê anh à. Một cú hao sơn, một dòng sông sơn, một hàng cây xanh qua trái đường, thuyền ngài bên sông dòng hòa mênh mông. Cà bằng lòng theo anh em dẫn qua cầu ấy mùa mưa nè, cầu trên dâu khó có cái món quà này anh dành tặng cho em á. Anh có quà tặng cho em hả? Cái món quà này anh phải bán 2 thúng hột vịt lộn thì anh mới đủ tiền để mua cho em á. Thôi. Từ từ để anh lấy. Đâu quà đâu? Sao biết cái màu này em thích vậy? Ủa, nhìn là biết rồi. Thiên phép em cho anh được kẹp lên mái tóc của em. Dạ, cứ tự nhiên. Tóc em là vàng đường tơ, cho anh kẹp, anh kẹp, anh mua 1.000 gậy. 1.000 gậy là nhiêu? 1.000 rưỡi. Cái bà bán kẹp á, bà nói là cà ba. 3.000. 30. Mặt các anh giả 1.000 rưỡi, bà bán liền à. Ôi, anh trả giá hay như vậy hả? Vậy thôi, anh đi bán tiếp nha. Khoan. Sao nữa? Em cũng có quà tặng cho anh nữa. Thôi, anh không cần quà đâu, trời ơi. Nè. Wow. Món quà lại được gói trong tờ giấy báo. Xin phép em được cho anh mở quà tại chỗ. Dạ anh mở đi. Wow, sao tờ giấy báo lại là tờ giấy báo nữa. Trời Phật đất địa ông nội ơi, tưởng cái gì, lại là miếng chuối chiên. Mãi mãi. À đúng rồi. Kể mà bây giờ không có anh, mang về để đầu giường, sáng dậy thấy cặp nó miếng, khỏi đánh răng lường. Ghê quá à. Vậy thôi, hả nói hả nghe nè. Dạ. Những cái chuyện tụi mình bàn còn gian dở á em. Nếu mà tía má em á mà có bằng lòng á thì em có. Thì em có sao? Thì em bằng lòng. Yeah. Bằng lòng đi. Cầu em tới bằng lòng đi dù muôn trùng xa.
Quá là dễ thương. Yeah. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho Phạm Việt Thắng và bạn diễn nghệ sĩ Khánh Tâm. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngay lúc này chắc là xin mời giám khảo Mỹ Linh chia sẻ về cảm xúc của mình sau khi xem bạn Phạm Việt Thắng hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ạ. Lúc mà Thắng chuẩn bị biểu diễn ấy thì chúng tôi quay sang nhìn nhau và nói là khó đây. Đã cứ phải duyên mà lại còn phải hát hay, mà cải lương lại không phải sở trường của Thắng. Và tôi thấy rằng là Thắng quá xuất sắc luôn. Chúc mừng em. Ôi trời ơi, em đã luôn gây ngạc nhiên mà hôm nay vẫn tiếp tục gây ngạc nhiên được nữa. Quá giỏi luôn. Cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Xin mời giám khảo Trác Thúy Miêu ạ. Đúng là bạn gặp một cái đề rất là khó. Tại vì cái ngoại bộ thôi nè, cái khuôn mặt của bạn nè, mặt chữ điền nè, mà để mà giống anh Kim Tử Long được á, là phải cỡ như Khánh này là chị Mỹ Linh á, dạ mới giống. Cái mặt ảnh là mặt má bầu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giọng địa phương. Nhiều khi sinh viên mình trong trường phải học mấy năm thì mới xóa bỏ cái giọng địa phương. Bạn chỉ có một tuần để làm việc, như vậy là giỏi rồi. Nhưng mà nói thiệt là với chị Miêu là chưa có được. Tại vì anh Long á, là mỗi khi anh ca hài á, mà anh ca vô cái giai anh hậu hột dịch lộn này á, mỗi khi mà anh nấc để mà anh nói cà lâm á, anh còn nháy luôn cả cơ mắt, tức là nguyên cái vùng cơ mặt của anh Long làm việc liên tục và nó rất là thuyết phục. Thế là bạn vừa phải phân tâm là giữ hơi dài nè, bạn vừa phải nhớ diễn với lại Khánh Tâm nè, rồi mà trước đây mình ca giọng cổ, bao giờ mình ca cải lương bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với loại hình nghệ thuật. Đó, tôi nói rồi khó quá, không có làm được đâu, khó lắm. Nói rồi khó. Nhưng mà vậy là được quá rồi chị. Nhưng mà khoái nhất cái đoạn ca tân nhạc mà muốn giật tông nào thì giật á, là y chang kiểu Kim Tử Long. Là y chang Kim Tử Long. Thì anh Long bản thân anh là có cái giọng kim, cái giọng nó rất là cao, rất là sáng, nó bắt mic lắm. Thì em ngay cả cái giọng thoại của em anh nghe nó cũng ra được cái âm sắc đó. Rồi khi em hát là một cái điều ngạc nhiên nữa. Bình thường cái giọng khàn như vậy sao tự nhiên bữa nay uống chanh hay uống cái gì, uống giấm để cho cái giọng nó trong, để mà nó sắc, nó bén như vậy, hát cấn dây lên ra được cái màu sắc của anh Kim Tử Long. Thì đó là cái điều anh thấy rất là hay. Nếu như mà có một cái điểm nhắc nhẹ về phần diễn xuất á, thì khi em diễn có lẽ là do em tập trung vào cái lời hát về nhân vật của em, cho nên là cái đôi mắt của em là gần như là nhìn xuống suốt chứ không có dám giao lưu trực tiếp với cái người bạn diễn của mình. Dạ. Thì nhắc em cái chỗ đó thôi chứ dạ. Còn về cái phần còn lại của em thì theo anh đánh giá là em làm rất là tốt. Dạ. Mà bạn làm tốt như vậy có nghĩa là chúng ta là nhức đầu nha chị. Hôm nay anh nghĩ rằng sẽ là một cái bữa mà ban giám khảo chuẩn bị phải đi cấp cứu đó. Thiệt sự. Sẵn chuẩn bị bình nước biển, oxy này kia chờ sẵn ngoài kia. Ôi, tôi là tôi biết chắc ba người sắp tới không thể nào làm khó được tôi đâu. Dạ để coi, để rồi coi nha. Để rồi coi ha. Vâng ạ, cảm ơn ba vị ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn và chúc mừng Phạm Việt Thắng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you.